đơn vị quản lý vận chuyển hành khách hai tuyến metro ở Hà Nội cho biết, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, metro Nhổn ga Hà Nội chạy 1.370 chuyến, mỗi ngày 200 chuyến, tổng số lượt khách vận chuyển hơn 390.000, trong đó chủ nhật ngày 11 tháng 8 là ngày cao nhất 115.000 lượt. Do đang trong giai đoạn chạy miễn phí, phần lớn hành khách đi trải nghiệm tàu Nhổn ga Hà Nội sau 15 năm xây dựng. Một số người có thể đi vài lượt trong ngày. Dự án đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn ga Hà Nội dài 12,5 km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy dài 8,5 km, đoạn đi ngầm Cầu Giấy ga Hà Nội dài 4 km. Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015, nhưng sau nhiều lần lùi tiến độ, đoạn trên cao chạy thương mại từ ngày 8 tháng 8, đoạn ngầm và toàn tuyến hoàn thành vào năm 2015. Trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9, hãng hàng không Vietjet dự kiến sẽ tăng 25.000 chỗ, tương đương với 120 chuyến bay để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách trên khắp mạng bay trong nước và quốc tế. Vietjet sẽ mở bán thêm vé trên nhiều đường bay du lịch nội địa đến và đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế. Hành khách có thể đặt vé máy bay sớm trên website chính thức và ứng dụng điện thoại để lựa chọn chuyến bay phù hợp. Trong dịp cao điểm lễ Quốc khánh, dự kiến lượng khách tại các sân bay sẽ tăng cao. Đại diện Vietjet cho hay, hãng đã tập trung các nguồn lực khai thác, bổ sung nhân sự tại các sân bay để hỗ trợ người dân, du khách làm thủ tục. Ngoài ra, Vietjet cũng vừa triển khai dịch vụ thông báo thông tin chuyến bay tự động qua hai ứng dụng nhắn tin phổ biến là Zalo và WhatsApp dành cho khách hàng. Vừa đón hành khách thứ 200 triệu, Vietjet cũng dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung 10 máy bay mới từ tháng 8 đến hết năm 2024, với chủ yếu là các tàu bay hiện đại A321neo, ACF, để đáp ứng nhu cầu phát triển mạng bay, phục vụ khách hàng trên khắp các đường bay trong nước và quốc tế. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ra mắt ứng dụng ẩm thực Hoàn Kiếm, nâng tầm trải nghiệm. Đây là sản phẩm ứng dụng số hóa để quảng bá, giới thiệu, giúp cho mọi người có thể tự khám phá, trải nghiệm về ẩm thực tại quận Hoàn Kiếm. Cùng với việc từng bước hình thành bản đồ food tour Hoàn Kiếm, ứng dụng ẩm thực Hoàn Kiếm được xây dựng để hướng dẫn du khách tự khám phá, trải nghiệm về ẩm thực Hoàn Kiếm. Ứng dụng hướng đến việc sắp xếp các nhà hàng, món ăn một cách hợp lý, phân biệt rõ ràng, dễ nhớ, dễ tìm, giúp du khách tìm được món ăn, nhà hàng một cách nhanh chóng, dễ dàng. Du khách có thể tìm kiếm theo các danh mục món ăn hoặc tìm kiếm theo danh mục nhà hàng như món ăn Âu, món ăn Á, nhà hàng được Michelin vinh danh. Ngay khi tìm được nhà hàng, món ăn yêu thích, du khách có thể kết nối đặt món ăn ngay tại ứng dụng qua số điện thoại của cơ sở kinh doanh. Ứng dụng ẩm thực Hoàn Kiếm cung cấp một danh bạ chi tiết về các nhà hàng, quán ăn với thông tin, hình ảnh và review chi tiết giúp du khách dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn món ăn yêu thích.